Trước khi ăn thì cũng thật sự là cảm ơn gia đình nhà bạn Hội đã mời mình một bữa cơm trưa thân mật như hôm nay. Và mâm của bọn mình ngoài những anh em con trai ra thì có được 4 bông hoa xinh đẹp nhất trong mâm của mình ngày hôm nay. Thứ nhất là bạn Mến này, thứ hai là bạn Khiến này, thứ ba là bạn Thành này, còn thứ tư là bạn Oanh này. Oanh người còn Hội nha. Đều mọi người đều rất chi là xinh gái hết các bạn ạ. Rất trai đẹp đi. Kia là bạn Hội chủ nhà nhá, đây là anh Lam, còn là anh áo vàng anh Hình, ngồi cạnh anh Phú và Mậu thì vừa nãy anh em mình ngồi chung rồi, và anh Lam chào mọi người đi, chào mọi người trên Facebook, chào mọi người trên YouTube của em đi. Và đây là anh Phúc nha, và đây là cậu của mình, cậu Lành. Mời tất cả mọi người cùng dùng bữa nhá. Mời mọi người đồng khởi chén đầu tiên. Mời cho mình hỏi là món này là món cá chấm đâu? Cá chấm ao đâu? Cá chấm ao đâu? Mình sẽ thử món này nha các bạn. Mời mọi người nhá. Cá rất là ngon và thơm các bạn ạ, không có vị tanh luôn. Cá của nhà Lam đúng không? Cá của nhà Lam này. Các bạn ơi, đây là cơm cái nội nha các bạn. Cơm cái nội của người Thái không thể thiếu được trong bữa ăn các bạn ạ. Rất dẻo và thơm nha các bạn. Mình sẽ chấm thử lòng cá các bạn ạ. Lòng cá. Rất ngon các bạn. Anh nha, tất cả bạn nha. Bạn Tham ở nhà, bạn Hội với bạn Anh đi cho đi đôi luôn đi. Đi đôi luôn cho tình cảm. Trên đấy, anh phải trên đấy. Gửi đấy, gửi 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 đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình và bạn Khiến đang vào chòi của nhà em Quý. Hiện tại bây giờ là hơn 4 giờ chiều anh em ạ. Không biết là sắp tan chưa. Các bạn hãy cùng đón xem nhá. Đây nha các bạn ơi, gần đến chòi của nhà em Quý rồi. Chòi nhà em Quý thì cũng là chòi của nhà ông ngoại mình luôn. Phong cảnh rất là đẹp đúng không các bạn? View đây, view đây, view các bạn ơi, đi nào! Đi theo bạn Khiến nhá. Đây, view nhìn ra bản Pùng đây các bạn. Chào anh em nhá! Anh em ơi, xong nghỉ chưa? Chào mọi người nha, hiện tại thì mình đã đến chòi nhà của em Quý á. Quý ơi, Quý, sắp tan chưa? Còn kịp không nhỉ? Đây nha, cậu này nha, cậu này nha. Chào anh em nhá, chào mọi người. Hiện tại thì mọi người đang nghe khập Thái các bạn ạ. Khập Thái. Chào mọi người nha. Hiện tại thì anh em và mình đều đã say hết tất cả rồi. Bây giờ đang nhảy lắm bông các bạn ạ. Đây Quý đây. Chào tất cả mọi người nha, đây là khung cảnh chòi của nhà em Quý. Đây các bạn ơi, cá
cảnh rất là đẹp luôn. Và xa xa đằng kia thì là Bản Pùng nhá, quê hương của mình. Ok anh Lam nhá. Chào mọi người nhá. Ok, chào anh nhá. Nhảy đi anh. Anh em đều say nữa ở đang nhậu. Tại thì anh em mình sẽ chuẩn bị về nhà và chuẩn bị đón giao thừa tối nay nhá. Sẽ có một buổi tiệc liên hoan tiếp. Để anh Lý nhá. Xin chào tất cả các bạn nhá. Đây là toàn cảnh của Bản Pùng Quang Chiểu các bạn ạ. Rất là đẹp đúng không các bạn? Những thửa ruộng bậc thang này thì mùa lúa chín thì rất là đẹp các bạn ạ. Xa xa kia thì chúng ta thấy cầu cứng này. Anh em mình đang có mặt ở cổng cứng nha các bạn. Cổng cứng Bản Pùng đây các bạn ơi, view này. Anh em mình vừa vào chòi ở bên kia về các bạn ạ. Đây nha, hiện tại thì mình đang ăn cơm tại nhà chú Tùng nha. Đây chủ nhà đây. Sẽ review cho anh em một số món buổi tối ngày hôm nay của chúng mình nha. Thứ nhất là món thịt lợn, thứ hai là món nộm này, thứ ba là món măng này, thứ tư là món gà đồ xôi các bạn. Trong món này dưới thành phố đâu cũng có đâu. Mình sẽ thưởng thức cho các bạn. Cơm ngon và thơm các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại bây giờ là 8 giờ hơn và mình đã tắm rửa xong và lên đồ chuẩn bị đi chơi và đón giao thừa nha các bạn nha. Xin mời các bạn cùng đón xem nha. Nướng keo không? Chào mọi người nha. Đây là anh chú đây, chủ nhà đây các bạn. Có rượu quý này, thịt nướng này, châu chấu này. Chúc ngày Tết anh em ạ. Mình đến nhà người ta chơi thì có gì mình ăn đấy. Quan trọng tình cảm là gì nhá. Sau đây mình xin thưởng thức món thịt lợn gác bếp. Các bạn ơi, thịt lợn gác bếp nha. Nướng chấm tương ớt. Các bạn ạ. Mời anh em nhá. Chào tất cả mọi người nha, hiện tại là bây giờ là 11 giờ các bạn ạ. Còn một tiếng nữa thôi thì đến giao thừa các bạn. Và bây giờ anh em mình đang đứng ở cầu cứng các bạn ạ. Rất là vui. Anh em mình sẽ tổ chức đón giao thừa. Chỉ còn 3 phút nữa thôi là bước sang năm mới. Mọi người ạ, anh em mình đang chuẩn bị đón giao thừa tại cầu cứng Bản Pùng nha các bạn. Đây cùng tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Yeah.
năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, may mắn, phát tài phát lộc nha các bạn nhé. Cái video của mình đến đây là kết thúc. Chúc tất cả mọi người xem video của mình vui vẻ các bạn nhé. Hãy luôn ủng hộ mình nhé các bạn ơi. Chào mọi người nhé.